Công an Hà Nội đang gây sốc với những hợp đồng bom tấn như tiền vệ Phan Văn Đức của Sông Long Nghệ An, khi mà cầu thủ này đang còn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Hai tiền đạo đang lên chân trong màu áo của Chơ Bình Định, Nguyễn Xuân Nam. Vào bộ đôi ở hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Sông Ngọc Đức. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn chưa dừng lại khi đang tiếp tục làm việc với các trụ cột của Hà Nội FC hay hậu vệ Hồ Tấn Tài. Và kiến trúc sư cho siêu đội hình này chính là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, người đã có kinh nghiệm với đấu trường V-League. Thị trường chuyển nhượng V-League 2023. Huấn luyện viên Lucho Petrovic sẽ rời Đông Á Thanh Hóa vì tình hình sức khỏe không tốt trong suốt thời gian lượt về V-League 2022. Và ngay lập tức thì chủ tịch Cao Tiến Đoan đã mang về một huấn luyện viên ngoại khác, đó là cựu huấn luyện viên trưởng của OIBA Myanmar, Viliza Pompov. Sau một giải V-League 2022 thành công cùng câu lạc bộ Hải Phòng, thì Hoàng Gia Lai đã cho gọi trở lại cho Ngọc Quang và Dũng Quang Nho, những người đã góp công không nhỏ vào lối chơi của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đại gia Nam Định chiêu mộ tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng với bản hợp đồng 1 năm. Pha quay xe khá bất ngờ khi trước đó tiền đạo 32 tuổi này đang rất gần với sân Pleiku. Huấn luyện viên chính thức của Công an Hà Nội đó là ông Paulo Foyani, người Brazil. Vì thế có lẽ huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ nắm một vai trò khác ở Công an Hà Nội.